Kính thưa quý vị, dù gặp nhiều khó khăn nhưng một tiến sĩ vẫn quyết định từ chối làm việc tại nước ngoài trở về Việt Nam để nghiên cứu công nghệ vật liệu nano. Với tiến sĩ Đoàn Lê Hoàng Tân, khát khao của anh chính là khẳng định uy tín chất lượng nghiên cứu của Việt Nam trên bản đồ thế giới như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đưa đất nước sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nghiên cứu về ứng dụng hạt nano trong điều trị ung thư của tiến sĩ Tân cùng các đồng sự đang từng bước thắp lên niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Ngay từ những năm ngồi trên giảng đường, anh Đoàn Lê Hoàng Tân đã say mê nghiên cứu khoa học. Đầu năm 2019, anh đã xây dựng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử INOMA, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng đi của nhóm là nghiên cứu chế tạo hạt nano xốp phân hủy sinh học làm vật mang và dẫn truyền chất kháng ung thư đến khối u một cách chính xác. Nhóm nghiên cứu của Tân tập trung vào việc thiết kế, tổng hợp và tối ưu hóa cái vật liệu với 4 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là có thể mang được nhiều loại dược chất kháng ung thư khác nhau. Nhiệm vụ thứ hai là vật liệu có thể dẫn truyền dược chất đến trúng đích của tế bào ung thư và khối u. Nhiệm vụ thứ ba là nhóm nghiên cứu thể kiểm soát cái quá trình giải phóng thuốc để tối ưu hiệu quả của thuốc. Và cuối cùng là sau khi vật liệu đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trên thì vật liệu sẽ tự phân hủy sinh học và đào thải ra khỏi cơ thể để làm giảm cái độc tính của chính cái vật liệu này. Thì hy vọng là sắp tới cái vật liệu và hạt mang nano của nhóm nghiên cứu có thể đến được với các bệnh nhân và giảm gánh nặng chi phí điều trị ung thư, tăng cái hiệu quả cho cái phần điều trị bệnh ung thư. Không ngừng suy nghĩ và sáng tạo ra hướng nghiên cứu mới để ứng dụng vào đời sống xã hội, tiến sĩ Đoàn Lê Hoàng Tân còn là một người truyền ngọn lửa đam mê nghiên cứu cho các nghiên cứu viên, là người thầy hết lòng vì sinh viên. Anh luôn giúp đỡ mọi người trong những cái giải pháp để khắc phục những cái khó khăn trong cái thí nghiệm gặp phải, và anh luôn tạo động lực cho các thành viên trong nhóm cũng như là các bạn đồng nghiệp để phát triển cái con đường sự nghiệp của mọi người. Có một thời gian là thầy đi làm việc ở nước ngoài, thì lúc đó là mình cũng chuẩn bị để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học. Mình gửi bài để cho thầy góp ý chỉnh sửa. Thời điểm của mình là 10 giờ tối thì bên thầy đã là 2 giờ sáng rồi, nhưng mà thầy vẫn cố gắng gọi điện trao đổi để giúp cho mình hoàn thiện được cái nghiên cứu. Đối với chúng tôi thì ở vai trò là trung tâm thì rất là vui khi mà thầy Tân đã có những đóng góp thiết thực vào trong cái nghiên cứu. Tuổi đời còn trẻ nhưng đã chủ trì một đề tài cấp nhà nước, và đặc biệt là ở vai trò là phó giám đốc phụ trách chuyên môn thì Tân cũng đã tổ chức cho các nhóm nghiên cứu khác có một cái tinh thần là làm việc nhóm, liên kết với nhau, liên ngành xuyên ngành. Rất nhiều học trò của thầy Tân được đào tạo thì đã nhận được những học bổng như học bổng Lê Văn Thới, rất là danh giá trong cái lĩnh vực hóa học. Hơn 10 năm cống hiến cho khoa học, tiến sĩ Đoàn Lê Hoàng Tân đã được trao tặng nhiều giải thưởng khoa học uy tín như quả cầu vàng cùng nhiều bằng khen của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Anh còn là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ở lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo, công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.